con khỉ vậy đó, ông đi vậy đó, ông đi giống người ta mình nào đi vậy nè, chứ không phải đi như ông cọp bốn chân. Dạ. Ừ, đi có hai chân rồi nhưng mà hai cái tay ông co lại giống đi, hai cái tay ông co lại ông đi vậy nè. Dạ. Đi vậy. Ừ. Hình, đi vậy nè. Hình dạng thì giống như ông hổ. Giống như ông khỉ đó. Giống như ông khỉ đó. Ha. Ừ, dạ. Nhưng mà ông đi là đi vậy nè. Chào tất cả mọi người lại đến với kênh Phiêu Bạc Miền Tây. Thì ở chùa hang này có một nhân vật rất là bí ẩn, không có thể lý giải được. Đó là một nhân vật là ông có hình dáng giống như ông hổ, nhưng có tướng đi như một con người, lại là rất là đen. Thì thực hư những câu chuyện như thế nào thì qua lời kể của cô Bảy, thì mời mọi người đến với câu chuyện rất là ly kỳ này. Trời, lừa cơ hội. Lừa cơ hội là mình buồn đó, mình buồn hay là mình giận cái gì đó, là cái tâm, cái suy nghĩ của mình đó, ổng chờ sẵn rồi đó. Ông đó đó, là kêu ông đó, ổng đen thùi lùi luôn. Người ta nói ông cọp chứ không phải ông cọp. Ông đó là người đó, là cái ổng ở đây nè. Mà ổng đen mung à, ổng ở đây, ổng có râu có bia đó. Là ổng đen mung đó. Là đàn bà nào mà đi kiếm củi đó hen, cỡ già già đó ha, là nít cũng vậy, đàn già già già, ổng đem vô hang ổng giấu. Giấu rồi ổng đem đi cái trái cây cái này kia, ổng đem vô đút cho ăn. Đó. Chứ, ừ, linh đút đó. Cho ăn, ổng trong công hang này nè. Hiện tại giờ ổng còn trong núi này mà không biết ổng núp ở đâu đó. Ổng đó là hồi xưa đó, là ổng đem thùi đó, ổng giấu đàn bà lắm. Đàn bà là ổng đem vô hang giấu trơn rồi, giấu rồi ha, ổng đem trái cây đấy gì ổng đi kiếm cho ăn. Chứ ổng làm gì mình hết trơn, bắt bỏ vô giấu đó đó. Mà có người nào làm thầy đó ha, là kêu chục hồn này kia nọ dữ dằn lắm, ổng mới thả ra. Ổng thả ra là con kiếm gặp liền, kiếm gặp liền. Hồi xưa đó, bởi chỗ này là không có ai gặp ổng đâu, chỉ là có mẹ cô gặp. Ông đó người ta kêu bằng ông gì cô? Không biết ông gì mà ổng hơn ông cọp nữa. Ổng đen mung vậy đó. Ổng da mặt đầu cổ ổng đen hết trơn luôn. Ổng ngồi một cục vậy đó. Mà nói ông cọp chứ không phải ông cọp đâu. Là ông cọp đó, là ông cọp sọc sọc trắng sọc vàng đó, là cô thấy thiệt. Cái đó là cô thấy. Còn cái bà ở đây nè, ở xóm này là bà sửa, bà đó, bà tên bà Noi. Bà nói là tao thấy Úc ơi, hồi đó không phải như bây giờ đâu con ơi. Mà chị thấy á, ổng giấu đàn bà người ta không à. Ta mày không tin hả? Bây giờ hiện tại giờ cũng còn nữa. Ổng ở trong núi này nè mà không biết ổng núp ở đâu, ổng hang nào. Nhưng mà mấy cái hang đó cô, ba cô biết chứ cô không biết đâu. Mà hen, mắt ổng bự hen, đen hen, mà ổng đen mung. Không biết ông có kêu ông gì nữa. Mà ổng linh thiêng á, ổng giữ cái núi này đó. Ổng giữ cái núi này đó mà nên ổng đó. Đen thù lùi luôn á. À, thấy mà ghê lắm. Hồi xưa là chỉ là mẹ chị thấy thôi. Ổng ra lúc đó mẹ chị sanh, mẹ của cô á sanh á, sanh trong đây nè. Rồi bắt đầu là ổng ra đó, ổng cho mẹ cô thấy á, bị gì sanh, mấy người sanh ổng ưa đi lợi thăm lắm, sanh đẻ đó nó, ổng lợi thăm rồi là xong ổng dòm một cái, ổng đốt nhà lửa lên là ổng thấy mình là ổng đi à, ổng thấy lửa sáng là ổng đi đó. Ổng chỉ ở trong bóng tối thôi, bóng tối là mới có ổng, trong mấy cái hang tối rồi đó là ổng trong đó đó. Mà cái ông này không biết phải, người ta kêu ông Nược là khác, ông Nược là khác, còn ông Voi là khác. Ông này cũng như là ông tượng gì ở trong cái rừng, trong rừng đó là coi như là ổng là chúa vua đó, chúa trong đó đó, rừng chúa, chúa, chúa tể là ổng là lớn nhất ở chỗ núi này nè, núi Cô Tô mình, ấp Tô Lợi đó, xã Cô Tô mình là ổng đó. Là dân ở đây người ta thấy ổng, chỉ là có hai ba người thấy thôi chứ không có người nào mà thấy được nhiều hết trơn á. Chỉ là mẹ cô với bà dưới xóm này thấy thôi. Giờ mẹ còn đó, bà kể lại cho nghe. Mẹ cô còn đó, bà kể cho cô mới kể lại. Chứ không thôi cô đâu biết gì đâu kể. Rồi cái bà dân tộc đây bà kể cái nữa cô giật mình luôn. Cô nói trời ơi, chị là ông này rồi. Ông giấu bà chị dâu á, bà chị dâu của cô nè. Giận anh thứ năm đó. Bà đem đi, bà giận bà lên trên núi bà nằm. Nằm sao giấu mất tiêu. Đó, tới chừng bộ đội đi đốt đuốc đi kiếm. Rồi chó cũng đi theo kiếm mà ông thấy. Rồi cái bà cô bà chủ chùa này nè, bà mới thấy, bà hỏi mẹ của cô, nói sao mà tụi bay đi kiếm cái ai mà ban đêm ban hôm mà không cho tao hay, thì sao mà chó sủa mà tao biết tao nghe. Cái bắt đầu bà mẹ của cô nói, ủa sao chị biết em đi kiếm, nói sao không biết, tao ở trong nhà là tao nghe hết trơn đó. Cái bà mới nói thôi giờ nó tên họ gì, bây giờ tao đang đi kiếm nó, cho tụi bay đi về nhà đi, rồi chút xíu ông thả ra, ông đó thả ra đó. Bà cô nói đó, coi như cô giỡn ốc nha. Cái vừa cô kêu ba hồn chín vía, cái bà mà đi bị mất đó, bị giấu đó, kêu tên tuổi họ rồi bà đặt thần chú đó,
đọc thằng chú rồi biểu phải thả ra, phải thả bà chị của cô ra. Bắt đầu là bà đọc xong là thả ra, rồi bắt đầu là bà nói thôi máy bay đi về đi, lại chỗ gốc xài đó đó. Tụi bay thấy nó rồi khiêng nó về nhà đi. Khiêng về nhà xong kiến vàng đầy mình hết trơn, kiến vàng á bu đầy mình hết trơn. Rồi bắt đầu á lại gốc xài đó thấy chỉ rồi đem về nhà, cái bà cô qua chục hồn đồ để nằm vạc đó, nằm ngay dòi nè. Rồi bắt đầu bả đốt nhang lên rồi bả giấy rồi bả chục hồn về sống vậy rồi trả hồn vía lại. Chứ không thôi đâu có biết gì đâu. Là ông đó đó, ông đó ông bắt đó, ông đó ông bắt đem đi giấu á. Ông đó ông giấu người đó, giấu đàn bà không á. Bởi ở đây phụ nữ hồi xưa đó, đàn bà ở đây hồi xưa đó bị giấu á, buồn buồn là vô đi vô rừng là rồi à. Giấu à. Giấu cho ăn đất sét. Là ông đó, đó. Là chứ không phải ma đâu. Ông bà có truyền lại là cái ông đó là cái ông gì không hay cô? Cái ông đó là hồi đó cô biết chứ bà mẹ cô cũng chưa biết, bị mẹ cô về đây làm dâu. Thấy là cái hình ổng đen và thùi lùi vậy. Còn cái bà dân tộc đây bà kể á, là bà nói tiếng dân tộc. Mà cô không biết cái ổng là tên gì. Bà nói tiếng dân tộc khó nghe lắm. Kêu bằng ông gì á, bà có kêu. Bà có nói tiếng dân tộc mà cái ông đó chắc người dân tộc ha, là người Việt mình không có biết. Nhưng mà bà có kêu tên ổng. Nhưng mà cô không biết, cô quên nè. Bà gần đây nè, bữa nào con lên gặp thì bà đi. Bà kể cho nghe giỡn ốc luôn. Vì bà thấy với mẹ cô thấy là hai người thôi. Ở đâu đó, nhà cô đó ở đâu đó. Hả? Nhà cô đó ở đâu này nè. Bà đi hổm không thôi, cô dẫn xuống đây rồi, bà mới vào nhà đi kia nè. Bà nói trời ơi, Út ơi thấy ghê lắm mày ơi. Nói hả, ổng hen nậu hai cái đùm trứng giái của ổng nó bự lắm con, mà đen thùi lùi ha. Ổng có đùm trứng giái nữa. Bà kể có đụng chứng giấy thầm xuống vậy nè, bự lắm. Nói chuyên gia đó mà bắt đàn bà người ta đem vô hang là không có làm gì trơn á, đem vô cũng phải cho ăn đàng hoàng, đem trái cây đem giờ ổng đem vô cho ăn đàng hoàng, nhưng mà ổng có làm gì phụ nữ hết trơn, bắt đem giấu vậy đó. Rồi ai xin ổng mới thả ra vậy đó. Ai biết giấy tên ổng sơ ừ xin ổng mới thả ra đó. Là cái núi này rõ ràng luôn đó nghe, thật sự luôn đó, không bao giờ nói thêm bớt đâu. Chỉ là núi này đó, đó. Chứ không phải mà bởi vì cô sợ lắm. Vì là hình dạng ổng ra sao phải con? Đen, đen, ổng đen mung á. Chứ bằng đen mung luôn á. Chân mày chân gì đen hết trơn. Giống như ông hổ vậy nhưng mà đen, rất là đen. Giống rất là đen nhưng mà ổng người ta đi theo người ta mình á. Người ta hay ổng giống như người hình giống, người giống ta giống như con khỉ vậy đó. Giống như con khỉ vậy đó, ổng đi vậy đó. Ổng đi giống người ta mình nè, đi vậy nè. Chứ không phải đi như ông cọp bốn chân. Đi có hai chân rồi nhưng mà hai cái tay ổng co lại ổng đi. Hai cái tay ổng co lại ổng đi vậy nè. Hình, đi nè. Hình dạng thì giống như ông hổ, giống như ông khỉ đó, giống như ông khỉ ha. Nhưng mà ông đi là đi vậy nè, đi vậy đó, ông đi mà bằng hai cái chân nghe, cái hai chân ông, nhưng mà ông đi vậy nè, tay ông ở trên này, ông coi rút lại ông đi vậy nè, nó đi vậy đó, ông đi vậy đó, đi ông côn vậy nè, má hình ông bự lắm, đi cũng kênh cũng cạm vậy nè, mà giái ông chứng giái ông lòng thầm luôn đó, chứng giái ông đen luôn đó, bà đó kể là cô giỡn ốc luôn á. Chứ không phải vẫn chơi đâu. Cô đâu có thấy. Bà kể lại cô mới hết hồn. Bà mới kể hồi năm rồi nè. Còn mẹ của cô thì kể đó là bà nó tưởng là ông hổ. Thật sự là bà này kể thì không phải ông hổ, là cái ông giấu người. Tại vì ông thương phụ nữ lắm, thương đàn bà lắm. Ai là đen đúa rồi vô rừng đồ này kia nọ là ông bắt vô hang. Trời ơi khổ. Ở đây không phải vẫn chơi đâu. Linh là linh ông đó đó. Chỗ này không ai mà kiếm được ổng đâu, chỉ là ổng này chắc cú cụ xưa đó, hồi xưa đó. Rồi ổng coi như là ông cố của cô đó, nhờ lại đây nhờ ổng đó. Chắc ông cố cô gặp ổng. Bây giờ bùa ngải rồi luyện ơn không? Ông cố á, bùa ngải rồi luyện ơn không? Luyện bằng gốc cây không á, gốc cây cổ thụ á. Có thầy bà đi học ở đâu hồi xưa dùng thầy bà đâu mà đi học, chiến tranh thấy mồ á, thầy bà đâu mà học. Chắc cũng luyện từ ông đó mới đưa ra, ông đó chắc dữ lắm đó. Cô quên kể, hổng gài người ta lại quay với cô quên kể đi. Cái bữa nay con hên nè, con có tâm đó. Cô mới kể, nhớ lại kể chứ không thôi cô đâu kể. Chùa hang này kể không bao giờ hết. Có duyên hết cô? Có duyên mấy con mới gặp cô mới kể được chứ đôi lúc mấy đứa cháu khác lại quay rồi cô cũng đâu có nhớ đâu kể. Chừng nào nhớ khúc nào kể khúc nấy. Vậy đó, nhiều khi người ta không biết, người ta quay trước đó người ta không biết, nói cô này lại sao sao kể gì nó dốc, không phải nó dốc đâu, tại vì cô kể không hết. Sự tích cô kể không hết. Nó có quyền bí dữ lắm ở đây, không phải như khác đâu.
Hồi xưa là nồi đồng chén kiểu là mâm vàng đồ Phật đồng đồ có hết trơn. Rồi sau này bị lưu đi á. Chứ đúng ra là cái chùa hang này là lịch sự mà coi như là công nhận từ lâu rồi, có từ lâu rồi đó. Nhưng mà không phải chủ, không phải chính chủ á, cho nên nhà nước người ta không làm được. Bây giờ hôm nay cô vô vậy là biết rồi. Chứ hồi đó cô ở ngoài lộ á, ai nói gì nói cô không có vô. Ta nói cô không phải cháu ruột, cô cũng làm thinh à, cô đâu có nói. Nhưng mà sự thật á là cô bò lên trên núi đó là mẹ con cô, gia đình cô bò lên đó là ông bà chấp nhận hết. Mỗi lần bò lên là niệm Phật, mỗi lần bò lên núi là đi kiếm củi là niệm Phật. Tại đó nghèo, nghèo quá đi cho nên nó ở dưới đây á, kiếm củi không có đủ, không có bán được. Lên đó đó kiếm củi đem về, củi ngay ngay á, cây nào ngay mình vô chặt. Chặt đặng mình lăn xuống đặng đem về bán đổi gạo. Đó, hồi xưa đó. Ừ, hồi đó nghèo lắm, ở đây không có đá, chưa có làm đá đó, là leo lên trên dồ đá đó đó, dồ đá cung hổ đó đi kiếm củi. Phải chi ổng cho mình thấy thì mình sợ, mình đâu có lên kiếm. Còn này ổng đâu cho thấy, rồi tới chừng cô về nhà rồi mới cho thấy, sau này mới cho thấy. Ừ, mấy ổng mới ra chào. Rồi cô từ đó cô đâu có dám leo lên kiếm củi nữa đâu. Sợ. Ừ. Thì lúc đó mình lên nghèo đó khổ rồi leo lên, trời ơi lên lần hót ruột hót gan đâu phải ít. Leo rồi bò xuống. Niệm Phật không à, bò lên niệm Phật, bò xuống niệm Phật. Niệm hết hết chừng nào xuống tới tới dưới chuyện thôi. Niệm Phật không á. Ừ. Ai mà rồi nếu mà gặp ổng là con mắt ổng sáng ở trong hang đó, mình gọi đèn pin vô á, gặp ổng là con mắt sáng gì á. Là bây giờ ổng vẫn còn ở trong núi nhưng mà không biết ổng nằm cái hang nào. Còn ở trong núi luôn hả con? Còn trong núi này nhưng mà không biết ổng nằm cái hang nào đó. Cái bà dân tộc nói ban đêm tụi mày thử tời, tụi mày đi vô trong núi đi mà tụi mày không bị giấu liền. Bà nói mà. Bà nói bây giờ vẫn còn, còn bên chỗ cái này nè đi lên nè. Chỗ cái rừng này đi lên nè. Chỗ bên Căng Lâm á. Căng Lâm á, người ta kêu Căng Lâm á. Căng Lâm là của bộ đội xe chiếc giáp đóng hồi xưa đó, đóng quân hồi xưa ở đây nè. Chiếc giáp xe tăng đó, đóng quân á đó, ở bên đây nè, bên sau lưng chùa hang nè. Là xe tăng chiếc giáp vô đó đó. Chỗ đó rồi sau này hòa bình rồi đó, mấy ông bộ đội á mới vô kéo xe tăng chiếc giáp đó hư hết rồi, kéo ba cái vật ấy của người ta ra còn lại đó. Ba cái xe người ta còn lại đó kéo đi về hết rồi, kéo về làm kho bảo tàng á. Xe tăng chiếc giáp bên Căng Lâm này nè. Bây giờ hiện tại giờ cũng còn lò ảng. Lò ảng nước chảy trong suối chảy ra. Trong suối chảy ra là con xài nước đó không à, mãn năm. Tắm rửa gì nấu ăn gì cũng nước đó. Cô ở đây cô biết hết trơn rồi, chỗ nào